Trong lịch sử Việt Nam, hầu hết các cuộc nội chiến đẫm máu đều diễn ra trong thời kỳ cận đại khi mà nhà Hậu Lê bắt đầu suy yếu. Nằm trong bối cảnh nội chiến Tây Sơn với chúa Nguyễn, cuộc đối đầu gay cấn giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh đã ấn định tương lai cho cả dân tộc. Hai người xuất thân từ hai tầng lớp hoàn toàn khác biệt nhau. Thời thế đẩy đưa khiến họ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Thân thế: Nguyễn Huệ, sinh năm 1753. Tên khai sinh là Hồ Thơm, sau đổi thành Nguyễn Quang Bình hay Nguyễn Huệ. Ông lên ngôi hoàng đế nhà Tây Sơn năm 1788, lấy niên hiệu là Quang Trung. Nhận định về Nguyễn Huệ, ngay chính sử nhà Nguyễn, kẻ thù của ông cũng phải mô tả như sau: Nguyễn Văn Huệ, tiếng nói như chuông, mắt sáng như điện, giảo kiệt thiện chiến, ai cũng phải sợ. 4 lần đánh Gia Định, lúc ra trận đều đi trước. Sĩ tốt hiệu lệnh nghiêm minh, thuộc hạ ai nấy dốc lòng vâng mệnh. Nguyễn Ánh, sinh năm 1762, tên thật là Nguyễn Phúc Ánh. Xét về tuổi tác, ông kém Nguyễn Huệ 9 tuổi. Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế năm 1802, lấy niên hiệu là Gia Long. Trong đó, chữ Gia lấy từ Gia Định và Long lấy từ Thăng Long. Những người phương Tây cùng thời nhận xét về Nguyễn Ánh như sau: Nguyễn Ánh có vóc người tầm thước, vẻ mặt đều đặn, nhẹ nhõm, rất dễ nhìn. Màu da đỏ hồng, dám nắng vì dãi dầu chinh chiến. Giáo sĩ Le Lepus nhận xét Nguyễn Ánh là người cương quyết nhưng không hung tàn, nghiêm khắc nhưng theo đúng luật lệ, là người trí tuệ, tò mò, ham thích và dễ học hỏi. Lớn lên trong tai ương, ông chịu đựng nghịch cảnh một cách can đảm. Nguyễn Ánh thuộc dòng dõi quý tộc chúa Nguyễn, đã cai trị xứ Đàng trong hơn 200 năm. Còn ba anh em nhà Tây Sơn có nguồn gốc họ Hồ ở Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ngày nay. Theo đó, khoảng giữa thế kỷ 17, cụ nội của ba anh em nhà Tây Sơn là Hồ Phi Long đã theo quân chúa Nguyễn vào Bình Định lập nghiệp làm nghề nông. Những đời tiếp theo thì đi buôn bán nhỏ, và việc chuyển đổi từ họ Hồ sang họ Nguyễn có thể đã được thực hiện trong khoảng thời gian này. Về thân thế, Nguyễn Ánh là cháu đời thứ 10 của Nguyễn Kim, một vị trọng thần nhà Hậu Lê. Có thể nói, Nguyễn Kim chính là tổ phụ của cả các chúa Trịnh ở Đàng ngoài cũng như các chúa Nguyễn xứ Đàng trong. Con gái ông là Nguyễn Thị Ngọc Bảo lấy Trịnh Kiểm và sinh ra các chúa Trịnh đời tiếp theo. Như vậy Nguyễn Kim là ngoại tổ phụ của các chúa Trịnh xứ Đàng ngoài. Con trai thứ của ông là Nguyễn Hoàng đã chạy vào Nam khi Trịnh Kiểm giết anh trai mình. Sau đó Nguyễn Hoàng phát triển lực lượng và thiết lập nền tảng độc lập cho Đàng trong. Như vậy Nguyễn Kim là nội tổ phụ của các chúa Nguyễn. Tính từ Nguyễn Hoàng, trải qua 9 đời chúa Nguyễn liên tục mở mang bờ cõi về phía Nam. Đến thời chúa Nguyễn Phúc Thuần thì khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra. Năm 1777, Nguyễn Phúc Thuần thất bại và bị quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy bắt sống chém đầu. Từ đó, sự sống còn của cơ đồ họ Nguyễn đều trông cậy vào Nguyễn Ánh. Trên thực tế, chúa Nguyễn Phúc Thuần chủ đích rèn giũa Nguyễn Ánh từ nhỏ. Ngay khi Nguyễn Ánh mới 14 tuổi, chúa Nguyễn đã giao giữ chức trưởng sứ và cho dự họp bàn việc quân. Anh em nhà Tây Sơn cất binh khởi nghĩa năm 1771 chống lại Thái Phó Trương Phúc Loan. Lúc này Nguyễn Huệ đã 18 tuổi, còn Nguyễn Ánh mới 9 tuổi. Trương Phúc Loan khi đó đã bắt giam Nguyễn Phúc Luân, thân phụ của Nguyễn Ánh. Rồi lập Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi chúa để dễ bề khống chế. Thật ngạc nhiên, mục tiêu ban đầu của phong trào Tây Sơn là phò trợ chúa Nguyễn chống lại quyền thần Trương Phúc Loan. Thế nhưng sau này, các chúa Nguyễn lại là kẻ thù chính của Tây Sơn. Những lần đụng độ. Trong cuộc chiến dai dẳng giữa Tây Sơn và quân Nguyễn, hai ông đã đụng độ ít nhất là 4 lần, từ năm 1777 đến 1785. Nguyễn Huệ có vẻ lợi thế hơn vì lúc này quân Tây Sơn đang có sức mạnh cực thịnh. Lần thứ nhất, tháng 3 năm 1777, Nguyễn Nhạc cử Nguyễn Huệ mang thủy quân vào đánh Gia Định. Đến tháng 9, Nguyễn Huệ bắt sống và xử tử chúa Nguyễn Phúc Dương cùng toàn bộ quân tướng. Tháng 10, chúa Nguyễn Phúc Thuần cũng bị bắt và mang về Gia Định xử tử. Ngoài ra, vài người anh em ruột của Nguyễn Ánh và nhiều người khác trong gia tộc họ Nguyễn đều bị Nguyễn Huệ bắt giết hết. Riêng Nguyễn Ánh may mắn chạy thoát. Sau khi trốn thoát, Nguyễn Ánh ra sức củng cố và mở mang Phiên An Trấn, tức vùng Sài Gòn, Long An hiện giờ, với mục đích biến vùng này thành căn cứ địa chống Tây Sơn. Năm 1780, Nguyễn Ánh xưng vương khi ông 18 tuổi. Lúc này, quân Nguyễn đã phát triển lên đến khoảng 3 vạn người với 80 chiến thuyền, khiến Tây Sơn không thể không để mắt tới. Đụng độ lần thứ hai. Tháng 3 năm 1782, vua Tây Sơn là Thái Đức Đế Nguyễn Nhạc cùng em là Nguyễn Huệ mang quân thủy bộ Nam tiến. Tây Sơn đụng trận dữ dội với quân Nguyễn Ánh ở sông Ngã Bảy và cửa biển Cần Giờ. Dù lực lượng thuyền của Tây Sơn yếu hơn nhưng họ vẫn giành chiến thắng. Trận đánh này do đích thân Nguyễn Huệ chỉ huy. Nhân lúc thuận chiều gió, Nguyễn Huệ đã cho dùng hỏa công khiến cho thủy quân Nguyễn hoàn toàn bị bất ngờ về cách đánh. Đội ngũ rối loạn chẳng mấy chốc đã bị đại bại. Chúa Nguyễn Phúc Ánh tới cứu cũng không sao có thể xoay chuyển được tình thế, đành phải dẫn tàn binh tháo chạy.
Nhận thấy Nguyễn Ánh đã hết sức phản kháng, anh em Tây Sơn rút quân về Quy Nhơn, chỉ để lại khoảng 3.000 quân trấn giữ Gia Định. Nhân cơ hội này, Châu Văn Tiếp cùng Nguyễn Phước Mân lại từ Bình Thuận mang quân vào đánh chiếm được Gia Định và đón Nguyễn Ánh trở về. Đụng độ lần thứ 3. Thấy Nguyễn Ánh chiếm lại Gia Định, tháng 2 âm lịch năm 1783, Nguyễn Nhạc lại sai Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ mang quân tiến vào Nam. Quân Tây Sơn từ biển Cần Giờ ngược dòng tiến lên đánh Gia Định. Dù Nguyễn Ánh đã lập tuyến phòng thủ trước nhưng vẫn bị quân Tây Sơn phá tan trong trận đánh ở cửa Cần Giờ. Tướng của Nguyễn Ánh là Nguyễn Phước Mân bị giết chết, Dương Công Trừng bị bắt sống, chỉ riêng Châu Văn Tiếp chạy thoát, bản thân Nguyễn Ánh buộc phải bỏ chạy về Ba Rồng. Khoảng 2 tháng sau, Nguyễn Ánh lại tập hợp được tàn quân cùng một đạo binh chân lạp. Tuy nhiên, chưa kịp động binh đã bị Nguyễn Huệ vây đánh. Nguyễn Ánh thua trận nhưng chạy thoát được ra đảo Phú Quốc, tiếp tục bị quân Tây Sơn truy sát, phải chạy từ đảo này qua đảo khác ở vùng biển cực Nam. Đến tháng 2 âm lịch năm 1784, vua Siêm La cho tướng đem thuyền sang Hà Tiên đón Nguyễn Ánh tới Bangkok. Đụng độ lần thứ 4, trong trận rạch gầm, Xoài Mút. Giữa năm 1784, vua Rama cử 2 vạn quân cùng 300 chiến thuyền, giúp Nguyễn Ánh trở về chiếm lại Gia Định. Lúc đó Nguyễn Ánh chỉ có vài ngàn quân, chủ yếu làm nhiệm vụ dẫn đường cho quân Xiêm. Vua Thái Đức của Tây Sơn liền cử Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy, đem đại binh vào chống quân Xiêm. Lực lượng Nguyễn Huệ lúc đó có từ 2 đến 5 vạn quân. Trận rạch gầm, Xoài Mút diễn ra vào đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 1 năm 1785. Dù lực lượng thủy binh yếu hơn đối phương, nhưng nhờ tài mưu lược Nguyễn Huệ đã đập tan liên quân Xiêm Nguyễn chỉ trong vài tiếng giao tranh. Quân Xiêm thất bại nặng nề, Nguyễn Ánh lại may mắn thoát chết, tiếp tục trốn chạy rồi được đưa sang sống lưu vong ở Bangkok. Sau trận rạch gầm Xoài Mút, Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ không còn đụng độ trực tiếp trong trận đánh nào nữa. Tất cả những chiến thắng sau này của Nguyễn Ánh trước quân Tây Sơn, Nguyễn Huệ đều không góp mặt. Như vậy trong tất cả các lần đối đầu trực tiếp, Nguyễn Huệ đều giành phần thắng. Nhiều người nhận định kết quả này là do tài thao lược vượt trội của ông trước Nguyễn Ánh. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng lực lượng Tây Sơn thời kỳ này quá mạnh so với đối phương. Khi chúa Nguyễn Phúc Thuần bị chém đầu, quân Nguyễn đã gần như tan rã. Lực lượng mà Nguyễn Ánh tiếp quản chỉ là vài nhóm tàn quân, nên thất bại trước Nguyễn Huệ cũng là điều tất yếu. Tướng lĩnh. Chiến tích của hai ông không thể không nhắc đến công lao các tướng lĩnh dưới quyền. Về phía Nguyễn Huệ, đó là Tây Sơn thất hổ tướng, bao gồm Vũ Văn Dũng, hay còn gọi là Võ Văn Dũng, quê ở Hải Dương. Ông được coi là đứng đầu trong Tây Sơn thất hổ tướng, là người được Quang Trung cử đi sứ vào những thời điểm quan trọng nhất. Vũ Văn Dũng cũng là một trong những tướng lĩnh trung thành cuối cùng đã chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của Vương triều Tây Sơn. Vũ Đình Tú, hay còn gọi là Võ Đình Tú, là em họ của Vũ Văn Dũng, quê ở Quy Nhơn. Ông là một trong những người tham gia khởi nghĩa sớm nhất cùng ba anh em nhà Tây Sơn. Tháng 4 âm lịch năm 1799, trong một trận giao tranh tại thành Quy Nhơn với danh tướng Võ Tánh của chúa Nguyễn, Vũ Đình Tú đã bị trúng tên và tử trận. Trần Quang Diệu. Trần Quang Diệu quê ở tỉnh Quảng Nam cũ, ông cùng vợ là nữ danh tướng Bùi Thị Xuân đã tham gia rất nhiều trận đánh quan trọng dưới trướng Quang Trung. Hai vợ chồng ông cũng đã cố sức chiến đấu để bảo vệ Vương triều Tây Sơn thời cảnh thịnh, nhưng không thành công và cả hai đều bị Gia Long xử tội chết. Nguyễn Văn Tuyết. Nguyễn Văn Tuyết quê ở Quy Nhơn hoặc Thuận Hóa, ông còn được biết đến dưới tên là Đinh Công Tuyết. Nguyễn Văn Tuyết từng lãnh chức đô đốc tham gia chiến dịch đại phá quân Thanh năm 1789 cùng Quang Trung. Năm 1802, khi quân Nguyễn tiến đánh Bắc Thành, Nguyễn Văn Tuyết đã hộ giá vua Cảnh Thịnh và Thái Hậu vượt sông Nhị Hà chạy trốn nhưng không thoát được. Đô đốc Tuyết trúng đạn tử trận, vợ ông và Thái Hậu nhà Tây Sơn đã phải tuẫn tiết. Lê Văn Hưng. Lê Văn Hưng xuất thân trong một gia đình nghèo ở Bình Định. Theo một số tài liệu, ông từng tập hợp bạn bè, lập thành nhóm cướp hoạt động ở Phú Yên và vùng lân cận. Cuối cùng, vì bị truy nã nên Lê Văn Hưng phải lên núi đầu quân Tây Sơn. Hiện có nghi vấn cho rằng nhà Tây Sơn có đến hai tướng mang tên Lê Văn Hưng, một người phục vụ Nguyễn Nhạc và một người dưới trướng Nguyễn Huệ. Cái chết của ông cũng không được ghi rõ ràng. Lý Văn Bưu, hay còn gọi là Lý Văn Mưu, ông xuất thân trong một gia đình giàu có, chuyên nghề buôn ngựa ở Bình Định. Chính nữ tướng Bùi Thị Xuân là người tiến cử Lý Văn Bưu cho Nguyễn Nhạc và được trọng dụng. Sau này, ông theo Quang Trung tham gia nhiều trận đánh, trong đó có trận Ngọc Hồi, Đống Đa. Khi Quang Trung qua đời, triều Tây Sơn lục đục, ông lấy đó làm chán nản, cáo bệnh về lại quê cũ, tiếp tục sống bằng nghề nuôi ngựa. Nguyễn Văn Lộc. Nguyễn Văn Lộc quê ở Bình Định, ông tham gia khởi nghĩa Tây Sơn từ rất sớm, trong chiến dịch đánh quân Thanh mùa xuân năm Kỷ Dậu. Nguyễn Văn Lộc được Quang Trung phong làm đại đô đốc chỉ huy tả quân chặn đường rút của quân Thanh. Suốt đời binh nghiệp, ông đã tổ chức hàng chục trận đánh lớn nhỏ, từng đụng độ với hàng loạt danh tướng của Nguyễn Ánh như Võ Tánh, Lê Văn Duyệt hay Nguyễn Văn Thành. Bên phía Nguyễn Ánh, các trưởng quản quân đội bao gồm 4 danh tướng: Hậu Quân, Võ Tánh,
hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức, tiền quân Nguyễn Văn Thành và tả quân Lê Văn Duyệt. Tiền quân Nguyễn Văn Thành. Nguyễn Văn Thành sinh ở Gia Định, ông là một trong những vị khai quốc công thần của triều Nguyễn, đồng thời là một trong những người có công lớn nhất trong việc đưa Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế. Ông từng sống lưu vong cùng Nguyễn Ánh 3 năm trên đất Xiêm La, từng giúp vua Xiêm đánh quân Miến Điện. Ông là người can gián Nguyễn Ánh không mang quân Xiêm vào chiếm lại Nam Bộ lần thứ hai. Khi về nước chống Tây Sơn, Nguyễn Văn Thành được phong làm khâm sai trưởng tiền quân, lập được nhiều công to, đứng đầu trong các công thần. Năm 1802, ông được Gia Long giao giữ chức tổng trấn Bắc Thành. Nhưng đáng tiếc là về cuối đời, ông lại mâu thuẫn với hoàng đế nhà Nguyễn trong việc chọn người kế vị. Gia Long nghi ngờ ông, cố tình chọn hoàng tử trẻ tuổi để dễ bề khống chế. Sau nhiều biến cố, ông bị bắt giam và đã uống thuốc độc tự vẫn. Hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức. Nguyễn Huỳnh Đức quê ở Long An, ông gia nhập quân chúa Nguyễn từ năm 1781. Năm 1783, Nguyễn Huỳnh Đức thua trận bị quân Tây Sơn bắt sống. Nguyễn Huệ thấy ông khỏe mạnh nên thu dùng. Ông chịu theo Tây Sơn nhưng có lời giao kết là ông chỉ đánh quân Trịnh chứ không đánh nhau với quân của chúa Nguyễn. 3 năm sau, ông lại tìm cách trốn về theo Nguyễn Ánh. Sau này, ông được Gia Long phong làm tổng trấn Bắc Thành và tổng trấn Gia Định. Tả quân Lê Văn Duyệt. Lê Văn Duyệt quê gốc ở Quảng Ngãi nhưng sinh ra ở Nam Bộ. Khi ông 17 tuổi đã được Nguyễn Ánh tuyển làm thái giám. Trong lịch sử Việt Nam có 3 vị tướng nổi tiếng xuất thân từ thái giám. Đó là Lý Thường Kiệt, Hoàng Ngũ Phúc và Lê Văn Duyệt. Tả quân Lê Văn Duyệt là công thần trụ cột của nhà Nguyễn. Ông là một trong các chỉ huy chính của quân đội Nguyễn Ánh trong cuộc chiến với Tây Sơn. Không chỉ có tài năng quân sự, Lê Văn Duyệt còn là một nhà chính trị sáng suốt. Ông được làm tổng trấn Gia Định Thành 2 lần. Việc cai trị của ông đã góp công lớn giúp ổn định và phát triển khu vực Nam Bộ, khiến cho vùng này từ một khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh thành một khu vực bình yên và giàu có. Hậu quân Võ Tánh. Võ Tánh quê ở vùng Biên Hòa, ông là người chống Tây Sơn ngay từ những ngày đầu. Về sau ông theo Nguyễn Ánh và lập được nhiều công lớn. Ông đóng vai trò quan trọng trong cuộc tử thủ thành Quy Nhơn, giúp cầm chân quân Tây Sơn để Nguyễn Ánh mang quân ra Bắc chiếm Phú Xuân năm 1801. Thành Quy Nhơn ngay sau đó đã bị đại quân Tây Sơn dưới quyền chỉ huy của Thái phó Trần Quang Diệu và tướng Võ Văn Dũng đến bao vây. Trần Quang Diệu sai đắp lũy xung quanh thành và chia quân vây 4 mặt. Võ Văn Dũng thì đôn đốc thủy quân phòng giữ cửa thị nại. Cuộc bao vây kéo dài đến 14 tháng. Sau cùng, Võ Tánh trao cho Trần Quang Diệu một bức thư xin tha chết cho quân sĩ. Còn mình thì tự thiêu tuẫn tiết trong thành Quy Nhơn. Hiệp trấn Ngô Tùng Châu cũng uống thuốc độc tự tử theo. Khi chiếm được thành Quy Nhơn, Trần Quang Diệu tỏ ra xúc động trước sự trung dũng của Võ Tánh và Ngô Tùng Châu. Sai người tẩm liệm thi hài hai ông tử tế, rồi theo lời yêu cầu của Võ Tánh không giết hại hàng binh quân Nguyễn. Ngoài 4 trưởng quản quân đội kể trên, dân gian còn đặt danh hiệu Gia Định Tam Hùng và Ngũ Hổ Tướng nhà Nguyễn. Trong đó, Gia Định Tam Hùng là tên gọi của 3 danh tướng dưới trướng Nguyễn Ánh. Đầu tiên là Võ Tánh như đã nhắc ở trên. Thứ hai là Châu Văn Tiếp. Châu Văn Tiếp quê ở Quy Nhơn, trước theo Tây Sơn nhưng về sau thấy Nguyễn Nhạc không phò chúa Nguyễn như đã hứa nên ông chạy vào Gia Định theo Nguyễn Ánh. Vì cũng xuất thân là dân buôn ngựa nên người ông thân thiết nhất chính là Lý Văn Bưu, một trong thất hổ tướng của Tây Sơn. Châu Văn Tiếp là người có công lớn giúp Nguyễn Ánh lấy Gia Định lần thứ hai và đóng vai trò rất quan trọng trong thỏa ước cầu viện Xiêm La của chúa Nguyễn. Ông bị giết dưới tay quân Tây Sơn ngay trước trận rạch gầm Xoài Mút. Người thứ ba là Đỗ Thanh Nhơn. Đỗ Thanh Nhơn quê ở phủ Thừa Thiên. Ông theo chúa Nguyễn chống Tây Sơn ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến và lập được nhiều công lớn. Đỗ Thanh Nhơn là người lập Nguyễn Ánh lên ngôi chúa và đóng vai trò quan trọng trong lần trở lại Gia Định lần thứ nhất của Nguyễn Ánh. Vì có nhiều công lớn nên ông được Nguyễn Vương trọng đãi, nhưng lại có biểu hiện hung bạo, cậy công, lấn lướt quyền hành, tạo thêm vây cánh. Thậm chí muốn giành quyền lực với chúa thượng. Vì vậy, Đỗ Thanh Nhơn đã bị Nguyễn Ánh lập mưu trừ khử vào năm 1781. Ngoài ra, người đời còn tặng danh hiệu Ngũ Hổ Tướng nhà Nguyễn cho 5 vị danh tướng phò trợ Nguyễn Ánh, bao gồm tả quân Lê Văn Duyệt, hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức như đã nhắc ở trên, cùng với các danh tướng Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Văn Nhơn và Trương Tấn Bửu. Hoán đổi lực lượng. Trong thời gian chiến tranh Tây Sơn chúa Nguyễn, có 7 tướng đã bỏ Nguyễn Ánh theo Tây Sơn, tuy nhiên 3 người trong số đó về sau đã quay lại với chúa Nguyễn. Nổi tiếng nhất là danh tướng Nguyễn Huỳnh Đức, một khai quốc công thần của triều Nguyễn. Ở phía ngược lại, ít nhất có 35 tướng bỏ Tây Sơn theo chúa Nguyễn. 6 người trong số này về phe quân Nguyễn ngay khi Nguyễn Huệ còn đương quyền. 2 nhân vật đáng chú ý chạy sang phe Nguyễn Ánh là Nguyễn Văn Chương, sau này thành Ngũ Hổ Tướng của Gia Long, và con nuôi Nguyễn Huệ là Nguyễn Đăng Vân tự nguyện theo phò Nguyễn Ánh ngay trong lúc vị chúa Nguyễn đang gặp khó khăn nhất. Thời kỳ sau khi Quang Trung băng hà, khoảng 30 tướng nữa đã theo phe Nguyễn Ánh. Đáng chú ý là các tướng lĩnh cao cấp
như Lê Chất, Lê Văn Thanh và con trưởng của Nguyễn Nhạc là Nguyễn Văn Bảo. Sử dụng lực lượng ngoại bang. Sau khi chúa Nguyễn Phúc Thuần bị giết, Nguyễn Ánh khi đó mới 15 tuổi đã trở thành lãnh đạo quân Nguyễn. Thế nhưng, trong suốt 6 năm, Nguyễn Ánh liên tục thất bại trước sức mạnh như vũ bão của Tây Sơn. Không còn trốn dung thân trên đất liền, ông phải chạy từ đảo này sang đảo khác, từ Côn Sơn đến các đảo nhỏ quanh Phú Quốc rồi đảo Thổ Châu. Chính trong lúc đường cùng này, Nguyễn Ánh đã phải nghĩ đến phương cách cầu viện ngoại bang, cụ thể là Xiêm La và người Pháp. Tại đảo Thổ Châu, Nguyễn Ánh đã gặp giáo sĩ người Pháp Bá Đa Lộc, tức Pinheiro de Bihen. Bá Đa Lộc khi đó chủ động tìm cách tiếp cận Nguyễn Ánh, vận động ông tìm kiếm sự giúp đỡ từ nước Pháp. Trong những năm chống chọi Tây Sơn, Bá Đa Lộc với sự giúp đỡ của một thuyền trưởng người Pháp là Manuel đã vận động trang bị cho quân của chúa Nguyễn một số loại vũ khí và tàu thuyền Tây Phương. Tuy vậy, quân Nguyễn vẫn thất bại liên tiếp trước Tây Sơn. Cuối năm 1783, Bá Đa Lộc sang Xiêm La vận động vua Rama giúp quân cho chúa Nguyễn. Đầu năm 1784, Nguyễn Ánh cũng sang Xiêm và được vua Xiêm cho một đội quân kéo sang đánh Tây Sơn. Đội quân viện binh gồm 3 vạn lính này bị quân Tây Sơn đánh bại trong trận thủy chiến rạch gầm Xoài Mút. Sau thất bại này, Xiêm La tìm cách trì hoãn, không chịu giúp chúa Nguyễn nữa. Bá Đa Lộc tiếp tục khuyên Nguyễn Ánh nên tìm cách vận động nước Pháp cử viện binh giúp sức. Nguyễn Vương đồng ý, giao con trai cả là Hoàng Tử Cảnh đi cùng Bá Đa Lộc sang châu Âu cầu trợ giúp. Gần 5 năm sau, Bá Đa Lộc trở về gia định. Tuy không nhận được sự trợ giúp của chính phủ Pháp, nhưng ông ta cũng tự quyên góp tiền từ các thương gia phương Tây, góp phần không nhỏ củng cố tài chính và nhân lực cho Nguyễn Ánh. Đội quân người Pháp do Bá Đa Lộc thu nạp cho Nguyễn Ánh chỉ khoảng 370 người, nhưng bao gồm khá nhiều sĩ quan có kiến thức quân sự. Họ là nguồn nhân lực quan trọng giúp chúa Nguyễn xây dựng quân đội theo lối hiện đại, từ chiến thuật cho tới huấn luyện. Về phía Nguyễn Huệ, ông cũng sử dụng lực lượng ngoại bang, đó là các hải tặc người Trung Hoa. Các hải tặc lừng danh dưới trướng Nguyễn Huệ gồm có Trịnh Thất, Trịnh Nhất, Lý Tài, Mạc Quan Phù và Trần Thiên Bảo. Chỉ riêng lực lượng của Trịnh Thất cũng có đến hơn 200 chiến thuyền. Những đội thủy quân hải tặc đã từng tham dự nhiều trận đánh chống lại Nguyễn Ánh, lập nhiều công trạng cho Tây Sơn. Vì thế, không có gì lạ khi các tướng cướp này lại được Nguyễn Huệ phong quan tước như lực lượng chính quy. Ngoại trừ người Viking ra, thì xưa nay chưa có ai nghĩ đến chuyện chiêu mộ hải tặc làm lính chính quy vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng Nguyễn Huệ không những thu dụng họ mà còn làm cho họ tín phục suốt đời. Thậm chí khi nhà Tây Sơn mất rồi mà vẫn có thủ lĩnh hải tặc dám âm mưu tấn công Phú Xuân để trả thù cho ông. Sử dụng lực lượng ngoại bang có thể đem lại một chút lợi thế ban đầu, song về lâu về dài sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Việc chiêu mộ cướp biển cũng như con dao hai lưỡi, đời Quang Trung sử dụng lực lượng hải tặc thì đến đời Quang Toản lại lãnh hậu quả từ sự trừng phạt của triều đình Mãn Thanh. Bên phía Nguyễn Ánh, dù chính phủ Pháp không chính thức ký hiệp ước Versailles, nhưng sau này nó vẫn trở thành cái cớ cho thực dân xâm chiếm Việt Nam. Còn việc cầu viện quân Xiêm là một nỗi ô nhục không dễ gì gột rửa. Đội quân này lộ rõ bản chất man dợ ngay khi vừa đặt chân đến Nam Bộ. Chúng đi đến đâu đều cướp bóc tài sản, cưỡng hiếp phụ nữ, giết bừa không tha già trẻ. Quân Xiêm đã dùng chiến thuyền trở về nước rất nhiều phụ nữ, vàng bạc của cải cướp được ở vùng gia định. Nguyễn Ánh từng than vãn, muốn được nước phải được lòng dân. Nay tướng Chu Văn Tiếp đã mất, quân Xiêm không ai chế ngự được. Nếu được gia định mà mất lòng dân thì ta cũng không nỡ làm. Thà hãy lui quân để đừng làm khổ nhân dân. Rõ ràng, Nguyễn Ánh cũng hiểu rằng, thua một trận có thể phục thù, nhưng mất lòng dân là mất tất cả.